Xin chào cả nhà. Anh Trai đi làm về, anh Trai đang rửa chén. Rửa mấy cái chén đem đi làm ăn á. Cầm tâm đi chợ, làm về cái chợ nào mua mớ đồ. Xích xích, sữa, đường nồi. Để ngày mai sẽ nấu cháo lòng. Mai thứ bảy rồi, mọi người sẽ tập trung với nó cháo lòng. Mua cà phê nữa nè. Em hay uống cà phê lắm. Của chồng Trâm cho uống cà phê sữa. Không biết anh ăn gì, đổi món. Hai mua bia, hai thùng bia. Bây giờ bỏ tôm ra nè. Chồng xem cái rằm mì xào cho mấy đứa nhỏ nè. Em nhỏ này đang nằm chơi. Được chơi lắm chị. Đạp đó. Nhìn em mấy trong mấy kiến. Tạp đi, tạp đi. Dữ dằn chưa? Đạp với cái mỏ nhọn nhọn rồi. Cười. Các bạn kêu bạn đó hả? Bạn trong đó đó hả? Thì giả bộ vào nè, này giả bộ. Ơi. Dữ dằn chưa? Xin chào mọi người nha. Này, hoa trại không phải. Đây, hôm nay mình sẽ cái này là cái nồi nước nó sẽ nấu cháo lòng nè. Mà cái này cái nồi nước mình nấu có gừng với lại muối trong đây nè. Cái này thì để nồi mình trụng lòng. Nồi đây chỉ có tim với lại lưỡi với gan thôi. Này, trụng. Ngày mai sẽ nấu làm sẵn. Ngày mai đi làm về sẽ nấu. Đây, con này là mình sẽ xào hủ tiếu rồi cháo nè với ông nội này là châm với đứa bé ai có ăn thì ăn có giá hẹ nè. Này là tôm với thịt bò với mực mình ướp rồi. Này đậu hũ này là cái này là bát phát thái đó. Ướp sẵn hết rồi, chút xíu xong mang ra ngoài sân nấu đó. Đó là hủ tiếu. Đây là gan heo à. Gan này tỏi này heo là xào. Gọi là lòng này. Đây chỉ có tim với lưỡi thôi, không có gì hết. Không được lòng phèo như Việt Nam đâu. Đây như quýt thôi. Quýt sẽ bỏ đồ lạnh này. Cái này mình đã rửa với nước muối, với giấm. Rồi mình sẽ trụng qua cái nồi nước sôi bên kia là sẽ cạo thiệt sạch. Rồi xong rồi bỏ đồ lạnh. Ngày mai nấu, làm sẵn hết mai nấu. Còn hôm nay thì sẽ làm hủ tiếu xào thôi. Cho mấy hai răng thì em muốn nhà. Rồi. Đây hôm nay mình sẽ xào hủ tiếu là cái này đây. Này là cái hủ sốt mình làm đây nè. Đó, cứ múc chan vô thôi, không cần nêm gì hết. Cái này nó có nước tương nè, dầu hào, dầu mè, đường, bột ngọt, tiêu, tương ớt, rồi tương cà đó. Thấy trên TV người ta chỉ đó, thấy xào cũng ngon. Mình bỏ phi hành tỏi thôi, mình bỏ thịt hay là tôm gì đó, mình xào cho chín không. Chan này lên xong rồi bỏ mì, hủ tiếu rồi đó, rau vô, nó xào thứ tự thôi là thôi. Không cần nêm lại, làm sẵn vậy đó, tiện. Chào mọi người. Anh trai đã mới đi gửi xe rồi, ướt xe rồi về. Trời mưa lót cái miếng đi. Để khi nấu ăn được cái văn. Cái văn mở rồi, dầu mở nó năm rồi vậy. Cuốn dục luôn, mình thay miếng mới. Mở lên ra. Chăm chăm nay sẽ làm mì xào hả? Hay hủ tiếu xào? Hủ tiếu xào. Ông bà để con với đứa cháu thôi. Chú xe.
vừa có một bộ phận sẽ xào chay nè anh nè. Ủa anh ăn chay hả? Chay. Ngã chay. Ngã chay. Tỏi. Nóng dầu nóng. Thích ra đẹp. Nóng ra. Không, nhưng mà có xào với nhiều thứ cái nào cũng đang nói vậy ấy mà tại hủ tiếu con ngâm mình biến là ngâm sẵn rồi tự pha nha. Sốt em mà để cho nó buồn ngủ nha. Nó chảy mũi á, mũi dính lên. Nó hút mũi em mà lại. Cái này mặc với tôm anh trụng rồi. Bò đó. Nay nấu nhà chăm á thì ăn đơn giản. Hồi đó mình còn mua là muốn cái ăn. Nhưng từ lúc mà má bệnh với vợ mình ăn cho nó cái gì ăn cho nó xong rồi coi bà nội ngồi chơi với bà thôi chứ mình có khi mình ăn mình có thấy ngon miệng đến tại bà bị bệnh và cũng không biết đến khi nào ăn ngủ ở bên cạnh bà mà hai lúc đó như vậy con biết xong rồi gia đình bà ngồi chơi với bà. Nhà chăm là có mấy anh trai là rất là đảm đang. Mình còn nghĩ thì dễ một tí. Nấu cơm với anh. Biết là chăm. Anh ướt rồi. Chăm không có biết nấu ăn cho lắm. Bây giờ mình xào cái này không nấu. Thôi là con nấu trên bài đó, mua cầm cũng không để cầm. Nếu là nấu xong mình dọn mình mập hay mình nấu hay để mình nấu luôn nha khỏe. Bóc đại đi, rửa tay sạch rồi với nhà xong rồi ở mình làm cho bán buôn gì đâu. Coi chị Hương Cù Lao á, thấy như vậy chị Hương có bán chao bà Tư hay là gì, thấy có để chao cái hổng dài đặng không nhớ đặng cho coi á, những cái bán chao về mua em về mua ăn nói nha, nghe chị Hương quảng cáo cái từ trong di tích của các chị ở Sóc Trăng nói là chao nó ngon lắm, bởi vậy là có việc về mình sẽ mua ăn thử. Cái gì mua cà pháo nha. Pháo mà ngâm sẵn á. Úc có bán. Cái hồn giòn ở đây cũng có nhưng ở đây thì không còn ngon, để lâu quá. Mà mua đem qua hết hả? Giống như 1 triệu thôi á. Mang được thôi, hết sao. Ủa anh cắt hành ngò chứ? Chứ sáng giờ thì chú ăn gỏi trứng chiên hay gỏi trứng chiên thì hồi xong nó là xào từng phần hả? Bây giờ bỏ vô cái tray xong rồi xào tiếp lần nữa. Dừng nhau nè ba hái hết trơn rồi ba ngâm rượu sơ sắc á. Mấy năm nay làm thành công không? Bữa nay thì trời nó nóng ớt quá trời trái rồi.
cái hạt giống gì mà ba con làm. Ớt ngon quá mà giờ là biến hái quá. Ê để, em muốn hái không, để hồi chiều chiều em hái cho. Em bữa hổm ta anh nói anh ăn trên cây bị. Ok, để ngồi. Để ngồi em ra em hái, hồi anh giữ con để em ra em hái. Em ngồi em hái xíu gì. Thì ít khi em ngồi em hái được mà. Nấu ăn không được chứ hái ớt, ngồi hái ớt bỏ tủ lạnh thì được. Mà bây giờ cái mùa này bắt đầu lạnh lạnh rồi đó. Bắt đầu cây héo héo, sơ sát. Tiếp tục làm xong tiếp tục. Này trong này chú Sam đang sắc mấy cái này gì? Lưỡi heo, tim, gan. Không có gan nữa không? Có tim thôi. Nhưng mà gan không mua gan. Ồ, gan hả? Cái này mà có lòng. Hả? Không, thật là cái này có dồi trường á. Cái mâm gừng được không? Ok. Ok dạ. Cái mâm gừng. Dạ phải đi thay tả cho bà. Trường. Ở đây nó không bán vào trường chứ trên mô đầm có bán. Nhưng mít đây. Mà không chị cho mua đem lại. Mẹ bỏ một tủ không ngày mới thấy. Nhưng mà thấy còn hơi non non. Ăn thì ngon lắm nhưng mà cái màu thấy nó không có vàng cái lắm. Mít Thái hay mít gậy? Chưa đi làm về là làm đồ ăn. Có sao mẹ không chi xào tao hủ hả? Không, giá hả? Đi ra chưa rồi răng. Một cục bò với tô với dưa tiếu thôi. Ai biết không muốn làm gì cũng làm. Đâu anh sang hỏi muốn rửa lại giấm gì không kìa? Không, làm xong hết rồi. Anh Hoàng làm xong rồi, rửa xong hết rồi. Rửa giấm muốn hai lần trụng nước sôi luôn rồi, sang với gừng rồi, không cần làm gì hết. Mình sắc cho rồi. Ai biết thì cũng muốn làm gì cũng làm nếu mà. Không rửa nữa. Ờ vậy hả? Trời ơi, rửa nó là ăn gì nữa. Tao làm xong hết rồi sang. Này là bé 8 nè, ở trong kia là bé út. Bé 9. Rửa giấm hai lần rồi đó, rồi nước muối rồi đó, rồi xong anh trụng với gừng với lại muối đó, nước sôi đó. Cạo sạch thì sắc ra thôi, không có rửa nữa. Mới thầy tả. Giờ trong người bà lúc nào cũng nóng. Mình đó thì lạnh, còn bà thì cái thân nhiệt của bà giờ nó nóng. Để qua máy lạnh, xong rồi để quạt. Đang ngủ. Hên quá, con ní ra trợ giúp rồi. Ủa đồ chai gì có tôm. Con mì miếng tôm nó nhảy vô chứ. Cái gì đó hả? Ồ lại mì khác hả? Cái mì đó cho xe đồ hả hay con? Không thì cái đó chưa đồ ăn cũng được nhưng mà chưa đồ ăn nãy anh làm với hủ tiếu không anh không bỏ cái giá hào gạo vô. Miếng mì không ngon. Hồi xe đồ kêu lửa ra cũng vậy. Trời ơi nó chơi picnic kìa. Nhà mình thấy chả nắng, mình lấy cái chiếu ra cho con nó ngủ, không có chơi được. Mẹ này nó không được làm gì được. Mẹ sinh em bé. Vừa nghỉ hẹn, có mẹ sinh em bé, rồi xong rồi cái bà đi bệnh, nó không được đi đâu. Mê rồi, mê chị về quá rồi. Mẹ rồi có một cái gì cơ sở dưới mặt. Cơ sở rồi. Cái gì cơ sở đó là cơ sở. Cái gì mọi người không có cơ sở. Cái gì vậy? Mì á. Bung nha. Mình cũng mùi. Cũng mùi qua. Mình cũng sợ. Ở đây mình ăn cái này là có bán mì Sài Gòn. Mì mà chung chung lên đó. Mì đó phải mua rồi tự tự làm tự chiên. Đúng rồi. Anh mua anh bỏ vô cái dầu đó nó cùm lên. Ừ, anh mua cái này. Mình làm em. Không làm không đi nữa đi nữa anh mua anh mua về. Trời ơi, ra tiệm ăn nó lại mua là nấu gì được chứ. Anh cứ cho anh biết em chiên cho anh, chứ cần anh làm cái thịt với cái kem rồi cái thò ra rồi anh chiên cái mì đó anh để cho anh để lên ăn ngon lắm. Anh nhớ là có việc về Việt Nam thì mua đem qua, không biết đây có bán như cỡ mấy lần không có bán cái gì. Bán
gió hẹ vô hả? Ừ. Có hai cái mà cái sạn nước kia làm cho dễ hơn. Ừ. Vậy đi. Chầm chầm mà rất là dễ thương người ta nha. Chưa chăm ở nhà coi bé đi rồi đừng có nấu ăn. Về đi chầm chầm đi làm về nấu. Má bệnh mà sao nấu được hả? Con với chồng mà nội được rồi. Với lại em cũng không biết nấu ăn. Mà em nói anh bài, em bài ra anh dọn cũng mệt phải không? Quá mệt. Hồi đấy là nó gọn hả? Em nấu bánh bánh canh tôm dọn nữa ngày. Ba uống cái nồi, đóng nó thao. Đang đang dần đổi vậy. Trời đất ơi trời. Dọn xong nghỉ ăn luôn, mệt. Anh chàng thêm chút sót. Chứ sao mày? Biết người ta nói tiếng không Phi? Nói tiếng gì tốt hả? Nói tiếng gì tốt hả? Giả luôn, giả lấy gì, gọi là nổi tiếng cái gì chụp view. Đang chịu cái gì chụp view. Nghe đi. Hoàng Canh Cúc, bên Canh Cúc. Rồi, được rồi. Mùi vẫn đang nãy mình phải cắt ra cho nó dễ dọn. Có kể gì cũng ngon vậy. Đúng rồi, xưa anh học đi học đầu bếp có đúng chứ ta? Nói chị đang nói xong. Nói ở đâu bán mì Sài Gòn rồi. Chỗ xong hả? Lời nhìn chú Sang nói chuyện. Chú Sang. Đây, là một tray rồi đây. Cái này gọi là cái tray. Cái mâm này gọi là cái tray. Bên đây xong rồi đó. Sẵn mày lấy cái gì ra bứt hết luôn sao? Lấy kéo á. Ờ, chú Sang đang hai ớt nữa. Là vô ăn đó. Ăn cái nhỏ nhỏ ăn. Nghe là ớt ớt lum đồ đây gì? Ớt hiểm. Đó, hầm bỏ vô lên nước tương. Làm chén nước tương ớt ăn với mì xào. Rồi bây giờ nội chú Sang cơm trước. Mình chọn một xíu mè. Rồi. Có cái thằng nào Sang ngồi sát với ba kìa. Thưởng thức mì xào của cậu Hoàng. Không có thiếu cái này. Ông nội mà nhìn thấy ớt. nghĩ tẻ. Ớt trời ngoại. Đường bi. Cuối tuần rồi. Bữa nay là thứ sáu rồi nè. Dạ. Mai Hoàng có làm không? Mai sáng làm không? Chắc không. Mai Hoàng anh làm, Hoàng đi làm. Nếu mà anh Hoàng về sớm. Mau ha, mai thứ bảy đó, mọi người tập trung. Suy nghĩ nó bữa nay suy nghĩ với Boy lên, biết có lên không nè? Chân nó lên, chắc chân nó lên. Cháu lên bữa nay mà ở tới chủ nhật luôn. Mấy cái đồ kẹt thôi ha. Nhìn nó đồ phát sinh đồ. Giống nhà hàng rồi. Anh mọi người là anh làm món này cũng được nè. Sợ mà ăn sống ăn thôi ăn. Có là ăn nè. Giờ đói quá là món gì cũng ăn hết trơn. Thấy sao? Món này ngon chứ bọn. Nít nó cũng thích nữa rồi. Nè hy vọng Nesquik làm này được hả? Nấu ra xong rồi hỏi ngon không? Cười hết sức. Cũng được.
nghe cũng được là biết rồi không, còn ăn mà ăn ăn mà ngon rồi. Nấu đồ ăn xong rồi đã hỏi ăn ngon không, nó ngọng lắm, ta ăn không được nói gì mày ăn. Nói từng tới nó làm mâm mày được rồi nè. Ê ok rồi mẹ xíu này đi ăn cháo lòng mẹ đã đem cái tô bữa ra cái hứng người ta kêu lấy cháo cắp cháo ăn đấy ha, cháo ăn luôn không hay đợi hồi ra đi ăn chung với ra đi. Ngày mai đi tomorrow mới picnic. Ngày mai mấy chị ở đây nè rồi đi picnic với mấy chị. Còn bữa xíu nó ăn với bà nữa. Ok. Làm cookie nha. Nó muốn đi ra sân nó ngồi á, giống như là đi dã ngoại, đi ngồi ăn ngoài sân vậy đó. Ngồi trải chiếu gì đó. Ở cái coi trên TV, trên YouTube đó bây giờ là thích. Giờ muốn lên 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 xe lấy con em. Ngày ra mà nó xong quỷ rồi ra cái tổ kia á. Nó qua nó phục cái đồ nó dở quá. Không bực lên thì bực nó mày định mai lấy mà cái đó không có làm được. Đồ vậy nó cái tay của nó kẹp hai cái miếng lại nhau. Cái bụi nho chứ không. Không bụi nho. Coi bụi mà lúc gắn cái quay vô. Nó không cái miếng nhưng mà ở dưới còn nguyên cái nắp. Nó không khích, nó không bao nó kẹp được. Kêu lên. Thì chở xe rồi đi chợ. Chợ to, thì rồi thấy mấy cái quả bí này rồi muốn chụp hình. Rồi đứng lên chụp cái cười đây. Rồi đứng đây rồi ra. Go. Đi đi con, đi đi đi, nó mới đẩy. Xe rồng muốn chụp hình với mấy quả này nữa này. Không chưa? Gì vậy? Lâu quá. Halloween thì ta sẽ bán mấy cái này. Cái quả này để trưng. Mới về thấy anh Trâm đang sửa điện thoại. Cái phone này cũng ok, nó hơi nhỏ, chút xấu, không có sạc được bởi vì chiếc sang clean bây giờ sạc được rồi. Này nó hơi nhỏ, nó xấu này cũng 11. Cái 10 mấy? 11. Cái này 12 mới mua nãy. Nghe tiếng ai đây? Này Trâm thích cà phê nè, Trâm đâu rồi Trâm quốc ly thích tới sáng luôn. Trời ơi, vui quốc ly cà phê đây Trâm. Cà phê này rất là ngon nha. Cà phê này ngon. Giống như cà phê Việt Nam. Béo. Cà phê này rất là ngon. Tại mời Hoàng phải đi làm. Mình không đi làm, bây giờ mình cứ uống.
không? Rất là ngon nha. Ủa Bi chỉ nước mía hả? Bi uống cà phê hả? Ờ Bi tới nay nó phải enjoy mà nó ngủ mà. Má là tới giờ quậy nguyên đêm. Mọi người tối mấy chị làm xong rồi á, thân khỏe tại mấy chị ở gần hai năm xưa, người ở xa thì từng đến hai lần. Dũng đâu? Nước đá hả bạn? Nước mía, cái này nước mía đâu cần? Bầu cái là bầu nước đá xong á, cái quậy lên nó lọt nó ra đều nó mà đổ quá ừ. Nè, đổ lên lại, đổ lên cái vậy. Cái đó toàn nước đá rồi. Rồi chứ. Đổ luôn, đổ hết luôn. Rồi được được đi. Không bỏ ra. Ờ thôi đi tí nữa. Còn nó vậy nó mới đều nó mới ngon. Đây là còn ai uống này. Chú cà phê thì sao? Còn ly uống đi. Dạ, chuyện ly cân ly. Đây nè. Uống đi. Tôi uống vô là đổ vô đây nè. Có cái ly nhỏ á sao? Ở trong mở trong tủ có mấy cái ly nhỏ đó. Không sao đâu. Hồi xưa nước mía hả? Không phải xếp cái ly này cho cậu Hoàng. Không, cô Hoàng không muốn. Tại vì có sữa nhưng khi cô Hoàng đau bụng này bị chậm. Vô hãng cô Hoàng đưa cậu sang cà phê này không? Ủa rồi.